em cha lại con nhà thất thành cầu xin Chúa thánh thần lời thương thân biến hầu con ban xuống cho con nào ăn chay chứa cao lời cho em tôi thánh đường nguyện xin Chúa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy ở đây rồi, chứ không phải là ở đây. Nhưng mà nó cũng như ở đây thôi, nó cũng chắc khoảng 2 chút. Nhưng mà tại sao nó là Phật giáo nhiều, thì chính vì vậy mà không có công chi nhiều, vì nó tập tin nhiều. Còn ở đây thì chúng ta đến đây có nơi đại chúa mẹ và có cha đi vô nghĩa thường làm đấy và có nhà kim chính là nuôi gió không bị dọt. Và trong tương lai sau này thì một hai năm nữa thì con sẽ làm lại cái tháp khác, tại vì con nó cũng đến lúc một rồi. Cha thường cũng đã học cái trong năm nay rồi, thì đến khi con sẽ nghỉ còn nữa lại cái khu vực này để con mộ của cha và của cha đã được kiểm điểm thì là sao để còn trở lại thì không phải là con nữa, tại là con thì năm 15 nó đi mưa của thời tiết Việt Nam đó, thời tiết của mình ở đây là nó có cái độ rứt cho nên nó không giống như mấy nước khác, thì 6 tháng mưa 6 tháng nắng rồi cái độ rứt đó nước mặn đó nó làm cho cái độ rứt đó, cho nên nếu như chúng ta tô đường xây đường mà chúng ta không tô thì trong 3 năm nó lại tường nó sập gãy cái rã thôi, cho nên con nó chịu khoảng từ 7 năm tới 10 năm thì nó một rồi này nó dọn rồi kia nó dọn thành là cũng xíu thôi, cho nên là nếu như chúng ta là nó một tấm đun thì nó sẽ những việc tự về thôi. Thế vậy đó thì sau khi cuộc đời mình sống được mấy chục năm thôi rồi ai cũng phải chết đi để lại cho con cháu hôm nay, con với cô bác cũng phải chết đi, là 50 năm khác của tổ hết rồi, thì sống 30 năm, 20-30 năm nữa thì cũng phải ra đi diễn diễn, không còn trên chỗ đời này nữa, thì con cháu sau này nó còn lại không phải là lo lắng nhiều. Khi mình để lại cho con cháu sau này là bà con cô bác đứng đây. Tuy nhiên mình là lo xa, nó cũng không phải như thừa đó. Mình sống thì phải lo xa vậy. Mình sanh đứa con mình ra là mình biết 20 năm sau nó sẽ đúng thật. Nó sẽ 18 tuổi, 20 tuổi, không phải lấy vợ nó chồng nó ở học hành gì đó. Thì cái điều đó là cái điều mình phải biết như vậy đó. Chứ còn mình không biết như vậy thì không được. Thì tất cả những công việc khác thì nó cũng đều phải như vậy. Mà tại mình không có nghĩ tới, mình cứ nghĩ con của mình, vợ của mình thôi. Thành thứ ba, tất cả mọi việc thì trên đời nó cũng phải đi đến cái con đường đó. Thì mình áp dụng cho cái nhà của cha nuôi luôn về ra công nghệ này, thì mình còn sống đây mình áp dụng như thế nào đó. Cũng chẳng qua là tất cả mọi người, anh chị em mà chung tay lại để làm ra cái chuyện mà giống như con vừa nói, để mà chúng ta sau này chúng ta cũng phải nhắm mắt như lời thì con cái quê hương nó còn nhớ lại cái kỷ niệm lúc mà những người còn sống, những người còn hai năm rồi. Thì cô chú anh chị em mình mưa quá thì đỡ có, còn kẹt mưa quá thì như chị Lâm cũng sao giờ có bớt mưa thôi. Thấy mưa mà thấy máy mà máy mà phút cái đó là mưa nó ngập luôn, là nó chết máy luôn. Thẳng chân mưa bão nó căng trọng ba ngày tình trở lại là dữ lắm, chứ còn người ta có áp thấp thì tới thì nó không có nắng nên cái tầm không mưa nữa, rồi sau một cảm bão nào thì 3-4 ngày mưa dữ dội, mưa có thể mình không mệt gì được thôi. Cho nên thì cái vấn đề trồng thuốc của cha thường thì nghe qua cái thời mưa này từ đó mình kinh nghiệm mình sẽ làm cái gì để cho năm sau nếu có mưa thì nước nó đi đường nào, nhiều đường cũ này nó mới bảo hành năm thì năm nó mới căng lên được đó. Cho nên con làm cái gì cô bác thấy nó mưa nó ngập, mình cầm cây cải cây xài cây bắp cái ổi gì đó một hai một năm nó sẽ dài lên nó chết đi, nhưng cây thuốc lú thì nó không có dài, cái hình tượng của chúng ta từ nó không có, nó đi ngang nhau, nó tương xứng nhau, nó tương xứng nhau mấy chục năm, một trăm năm, bạn hay thiếu cuốn nó vậy mà. Thì rồi cái lượng cuốn cho là bằng xi măng hay là bằng thạch cao gì đó, mình không nhất được tới phải nó gãy, rồi 1-2 năm mình phải sơn lại nó cũ đi,
vì lý do thời tiết nước mạnh mà rồi đó là như vậy thì mình làm như vậy thì mình cứ lo một hai năm sau mình lo một hồi học hai gì một tuần làm mình khó cũng như tiếng đáng cuộc đời của gia đình cũng ghê ra như vậy mà cô bác giúp cho mình như vậy cũng điều kiện làm một cái sự chính xác rồi mình không phải lo lắng cho mình đi qua cái chuyện đó. Như là chuyện khác chẳng hạn như bây giờ mình đã phục hồi cái lý nước biển sông Chi Sát rồi thì kể từ ngày hôm nay cứ lên ngang cô bác nào từ một hai người đó lên ba bốn người cũng được chúng ta đi vô ra tự vô nó còn cái ghế tài sản nước sông lên có cái nước cũng nhận á có chị tao thôi cũng nhận cái ha vậy đó hai người cũng năm lần nó ra học của ai ấy không ha rồi nói như vậy cái đó ai cái khăn nào đi trù đó bạn thân lát con đi xin đi đứng người cái nói để đó là lần đầu tiên thì trù chung đi đó chứ còn bây giờ rồi còn nếu là ở nhà nhỏ mình gần mình có khăn thằng tắm của mình á mình tắm xong mình chọn để mình tắm á thì tự mình trù cái khăn của mình để nó hay hơn tại vì là mỗi một người là cái dò cản của mình, tay chân của mình, cái mùi hôi của mình nó khác nhau, nó không có giống nhau đâu. Vợ chồng còn mùi hôi nó không giống nhau mà. Vậy sao ông yêu ở nhà là lấy cái chương trình của bà là của tôi chứ gì chứ? Cái mùi hôi của mình cũng cho nên đó là nếu mà năm mà cô bác thấy câu thấy cao nhất là 45 phút cơ bản nhưng mà ai ăn từ 12 phút mà cảm thấy nó lạnh giòn nó thì sẽ cao hơn mình đưa từ lúc cho ra thấy nắng lúc mình dựng ra rồi ngồi dậy xong mình làm sẵn nước ngày dậy xong đó nó đẻ ngạn nó mình đẻ lại thêm một ít thứ mới nữa là từ lòng nó sạch còn sạch thì giờ có đồ dụng dụng ba đồ ra ra rồi mình khác vô thôi nhưng mà tới 12 cái học rồi cho mình gửi bạn mà tắm đi như thế người đó đi từ từ đi vô đó thì là tính đi rồi bắt đầu làm tắm cái lên tả rồi về luôn cái gì nhưng mà tôi thấy cái thấy trong đường khỏe không mọi người đó nam nữ ông bà có ai tệ quá không mấy hôm nay thì giờ con thấy mưa quá con thấy người mà dọn con cũng ngày cũng không phải người con nói bây giờ mưa gió bão bùng quá lẻ rồi con bây giờ ở nhà nó kéo lên nó đi chạy ra cửa nó tạm nó được thì đi hạ tới ha rồi như thế nào không cần biết như cô bác cũng chị em đứng đây thì con sẽ tạo đủ điều kiện cho ha còn ở đây thì mỗi ngày nó sẽ tốt đi tốt hơn và tốt hơn nữa ở phía trước của mình như vậy cũng như nói trở lại cha tường, cha tường cũng là một con người sanh ra rồi lớn lên yêu thương và thương không và đi tu bên cạnh đó là con mà mình cố gắng cho cha tường không phải con cố gắng với cái danh nghĩa đó mà nghe con cố gắng với một cái hành động của con luôn cha tường mà nhiều con nghe ngẫm để con tiếp tục giúp cho thằng em những gì được cái đấy thì sao như vậy đó thì tôi chú anh chị em biết không ông cha thừa đã nghiên cứu đến một cái mức mà cái mức chưa thành là chưa hoạt động hiểu không cái mức này cái mức mà tiện thư và làm tất cả những công việc bác ái cũng như là các nhà các cửa cho gạo rồi làm việc bác ái tình thương yêu thương để cho không đến khi thành công cái công nghệ nano rồi thì ta đều quá mờ hậu và không có một người thân nhân nào ruột nào ở bên cạnh cho dù anh chị em 100 người anh chị em ruột cũng bỏ mà không biết gì lý do nào đó chính người anh chị em ruột mà không hiểu biết gì đó rồi chạy thử thì sao chạy thử mà bây giờ ta đều nằm xuống để ba tiếng một ca cũng mới kêu lên xe cứu thương mặc dù trước đó nó kêu không nó không biết nhưng mà bây giờ là đột quỵ và ba tiếng hồ cao thì mới đưa xe cứu thương đi thì trên đời này 1.000 người thì sống được đời thứ hai thôi chứ không sống được thì đây là của ý chú đi ha mình nói ý chú là chú có
mày nói không phải tao tát mày, mà tay tao biết tao thằng nào, tại vì tụi mày biết thương yêu nhau mà không biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương nhau để cho nhau như sao. Chúa dạy tụi mày mà tụi mày không giúp nhau thì tự tụi mày chết. Tụi mày là con người xác thịt, sân si tiền bạc của cải vật chất cứ gần bao nhiêu đó thôi, cứ gần sao lấy tiền lấy bạc của cải vật chất cào bóng vô, chứ đâu có biết yêu thương nhau gì đâu. Chết đứa nào mày chết đã có lợi cho tụi rồi, họ thấy không? Chết xong tụi nó công ty liền để ông tức hai gì ông này doanh nghiệp chết xong hai ngày sau bỏ cái doanh nghiệp tụi quên công ty. Nếu mà mở cái doanh nghiệp hai doanh nghiệp từ rồi đăng ký giấy cho bên công ty rồi cái họ là một con người ta là như vậy á, dưới nữa con người ta cơ đó, quỳ lại tắm lại đi ha. Rồi còn là nói cái này là nha, cần yêu thương nhau và cho nhau như xong thì ổng sẽ nghiên cứu ra là một ngày gần nhất nha, cần không bao giờ xin tiền ai nữa. Nếu ai cho bằng cái cách gì nói thiệt, tiền đã làm gì bây giờ ra không cần cái gì nữa hết, ta chỉ cần vậy thôi mà cho ký tơ vô vui vẻ làm việc thứ năm trong cái nhà. Còn tiền thứ 1, 2, 3, 4 là bán gà, bán vịt, bán heo, cho dây, tiền nhà đỏ, rồi cho nước lấy tiền của ai, cho dây, các tôi cũng tưởng nhận. Nhưng mà tới đây con là vậy đó nha, con mà đi theo trà nãy con mất cố gắng cho cha được mà. Con bảo là thì em nhắn là bữa nay thôi là em đừng cho con ngày hôm nay ngày hôm không nhận. Tại vì con đã đủ rồi, con đã làm cái nhà máy nước mặt quyển trong tiên sát rồi, con cầm thuốc lên được rồi, bây giờ con cũng cầm thuốc thêm nữa, hai con sửa hai cái phòng nhà cỏ đó. Ở đây anh dùng từ cũng cho luôn, anh dùng từ đó. Thì giờ đó con cần xin tiền, biết không, con không lấy là để làm gì, con trả tiền điện, con trả tiền đóng thuế cho chính phủ. Còn cái chuyện nhà cỏ không muốn làm, con quá cắt cái đây, con không biết rồi nghe. Con chưa bao giờ kêu các nhà trọ lên để tôi nhận người về để cho bà con làm ăn, không có cái chuyện làm ăn quá mà đã cái từ cũng vậy mà thân lớn mà không nói bây giờ không có nhà trọ mà con tôi bán cắt lên còn hai cái đi đó. Rồi bây giờ cùng cắt lên thì cái chuyện đó chuyện là đất nước phát triển thì quê hương phát triển thì ấp của mình phát triển, tự nhiên chính quyền kêu con vô là họp lên là nó khác nó dùng. Tôi đâu có biết, tôi đâu có thấy doanh nghiệp, tôi mãi không thấy thùng rác tôi đi. Lỡ có chích, lỡ có băng gì đó, để thùng rác tôi chung, tôi bỏ đi. Còn rác bên ngoài là của nhà trọ, chủ dân đứng ở đây. Thì cái đó là rác riêng. Tại vì con biết làm việc mà, tôi từ nước ngoài gì đó, không phải là ở trong này đâu. Rồi mỗi tháng con lại cho thêm 1 triệu với cái nhà trọ 10 phòng vậy đó, đó 100 ngàn tiền của tỉnh nó đóng thuế, đóng thuế tiền rác á, mà mỗi tháng con lại cho 1 triệu để cho ban đen đi đổ rác cho nó ngon lành này kia nọ, mà không cho họp dân giải ngang chẳng 20-30 nhà trọ đây. Thì cái điều này đối với con với cha người mà không có bóng dụng mà các nhà trọ phải mua bán con chết à. Lỡ như con dạy tới 50 người là con không biết cái nhà trọ làm hết, tại vì con có 50 cái phòng, 50 cái phòng trọ quyết luôn con cho ở xong không lấy tiền. Thà là con có cô bác ở nước trong nước ngoài đó, bây giờ cô bác ơi cho 50 người đây mà không đủ tiền để trả tiền điện ha, mà không đủ tiền làm cái bư qua để cho cô bác đi qua để cho liền. Vậy thì phải con không? Rồi bây giờ thí dụ như là con nói vậy nè, cho đi cái số người cho lại con cho mướn biết thì nào mới được 50 triệu, người ta cho cái rọt cái 50 triệu hoặc là cho 2.000 đô là 50 triệu, thì mình cho đi thì người khác cho lại, mà nó là người cũng chạy luôn á. Cha thường nghĩ con chứ con là con phải đi tu, con không có học cái tiết học thần học và con cũng không có học về bác ái yêu thương cao dữ vậy. Mà bây giờ con chú thấy đó, nơi nào cũng phải có mua bán vật chất thì 36 chục đó là điểm nguyên tắc ha, điểm nguyên tắc của thế kỷ này qua thế kỷ kia, một thế kỷ là 100 năm
mà từ thế kỷ 1 cho đến thế kỷ 3 và đến thế kỷ 21. Bây giờ thế kỷ 21 gần cuối rồi. À, bây giờ thế kỷ nào cũng phải mua bán lẫn nhau hết. Rồi có những cái là có những con người như là có thẳng đi ra đường lên trên cả ra bên công giáo của mình. Chứ gì các cha làm việc đi ra đường mà người ta các cha làm vừa sức và vừa tâm vừa tầm, còn ra đường mà khóc làm hết khả năng của mình rồi, bỏ quên mình vì hơn con đường mình chết đi cũng được đó. Cái đường này cho nên mình cũng phải lâu lâu mình cũng phải tập kinh ở bên này cũng nhớ cầu nguyện cho linh hồn cha Pedro để mang cho nhiều ở nhà thánh chúa ở trên hành nghe vũ trụ này không nghiên cứu ra vậy đó. Vũ trụ ở đây á thì nói không nghiên cứu ra vậy đó nha, để cho chúng ta rồi bây giờ ở đây mà không còn ở đây được ngày nào và sống đây được ngày nào thì con tiếp được cho không, con quyết định cho con nãy con có nói rồi thì bây giờ con không biết như thế nào, mọi người như thế nào và bảo đảm với cô chú cô bác anh chị em ngày mai mình sẽ tiếp tục tốt hơn ha. Còn về vấn đề xã hội như thế nào, chuyện gì xảy ra không cần biết, mưa nắng bão bùng tiết công gì đó không cần biết, ở nơi này vẫn tiếp tục cho cô bác thuốc và nước ngọt thuốc tiền. Còn không hết tiền thì con kêu cô bác mua gạo, cô bác không mua được đâu. Bây giờ nó như vậy nè ha, một ký gạo là con lấy đại lý là nóng ví dụ cung đến lui nha, 37.000 ký. Thế cô bác chưa mua lẻ, bác bố không thấy là mà con không biết tại sao được đưa mua trăm mấy chục ngàn ký không à. Mua cái bà khổ khổ mua cái gì mà cũng vậy. Có 29.000 mua 62.000. Rồi bây giờ ba mấy ngàn mua 100.000 ký. Mà không mua đại lý đó nha, 37.000 một ký là 8-37 triệu mấy thôi. Đó, là không kêu cái rõ một cái là trở về đây liền mà trong tỉnh Linh có chỗ một bác thôi. Ai muốn ăn gạo lít đen thì phải là ngày thì có. Còn hay vô thì điện nó mát hơn. Bây giờ là thuốc là cho chính chỉ là cho thả ra nước ngọt, nước mặn, thả ra như là gạo hết tiền thì có bán mua. Bây giờ ngày 200g, 10 ngày là 200g là 2 kg. 2 kg có 70 ngàn cô bác có, không có cho tiền mua. Con cho tiền cô bác, ví dụ là 2 kg là 70 ngàn phải không? Con có bạn là mà tôi hết tiền và là mua dùm tôi 10 ngày gạo nè, 10 ngày gạo là 70 ngàn. Cái bà nói chú bảy là bây giờ tôi không có tiền, tôi nói vậy hả, là tôi cho bà 70 ngàn rồi bà mua 2 ký gạo của tôi là 70 ngàn rồi bà bỏ cho đây tôi ghi vô sổ để tôi lấy cái tiền này tôi mua gạo khác đem về đây, nếu cô bán mà cần thì ai lấy biết gì đó, phải không có tiền thì cũng phải có, không có tiền tôi cho bà có ra ngay, nhưng mà bà phải mua ở được không, mua là cái tiếng mua là không đúng nhưng mà nó là như vậy mà. Chứ bây giờ tôi là cái hệ thức tương tại tới 18-20 gì đó, ổng không có xin tiền thì bắt đầu là biết bao nhiêu người không xin tiền rồi thì ông cha tôi cũng nhập cũng không xin tiền, thì bây giờ sắp tới đây cũng không xin tiền, không xin tiền thì làm sao nhà trọ cho nó không, thuốc đem lên cho, nước đem lên cho, cô bác nào thương tình thì cho cả tiền điện tiền ngày công nhân 5-30 thì thôi được không, hay là khoảng 20 người bác sĩ nữa thì chuyện này chuyện chú mà con có nhiều là con lâu con làm tư mà con nghe nói thầm cô bác ở nghe không nói gì đâu, con nói xin chú cho con soi sáng cho con có chuyện hôm nay và xin linh hồn từ em nói phù hợp em để nói chuyện với cô bác để cô bác được biết rằng và nói với chú là xin theo quý cha đừng theo quý con, là cái câu đó không nghe nó nằm mà câu đó nó ra cô bác không biết đâu đó không thấy không thì mọi người đừng theo quý cha đừng theo quý con à. Theo quý cha là theo yêu thương và cho nhau như không, nhưng mà con người thời gian mà con người sẽ thật mà mày làm được cái đâu tới đó cái giờ bắt mày làm không nổi hả, mày yêu thương không nổi thì chết ngày mai tao nốt mày, ngày mai tao chém đầu mày, không ai có tiền nha, cho nên là ông gia đường chúng ta làm nổi thà tôi chết luôn chứ ta khỏe là thì ông gia đường chết đó. Còn người khác linh hồn khác
các cô chỉ, các cô giáo khác, người ta làm nơi đó là phải thành ta dừng, ta làm không thành ta dừng. Còn ông Giang là ổng không có đường dừng, ổng cứ đi tới rồi đi chừng nào chết, làm chỗ đó rồi là khúc xa ai làm gì làm, ổng không biết tới, là ổng không nhiệm vụ chúa nhà đó. Tụi bác chỉ nghĩ không nói chứng không? Những chỗ của ổng là như thế. Cho nên là tóm lại là con hết sức là cảm ơn tất cả cô bác trong ngoài nước đã yêu thương linh hồn Nguyễn Văn Cường. Từ hai năm qua nếu mà nói là biết từ hai năm qua, còn nếu mà nói xa nữa là ba mươi mấy năm, từ nhà ra từ đi tu hai năm qua con trong trăm đô con chú nước này nước kia trong nước ngoài nước trong trăm đô con cô má cho nó hơn một ngàn rất trái mình tư đó. Khi mà chuẩn bị đưa bệnh viện lần cuối cùng mà phải chết là mấy thằng thầy ra từ kêu mày mò túi thứ bảy không ha, với lại mấy thằng chị mò túi thứ bảy không phải lấy dần đó, không phải thật chứ tao cho tiền chứ đâu có ai đâu đó. Vậy mà còn hai ngày năm cho tôi túi thứ bảy tôi nghĩ á nó xài đó mình đứa đi nó mất ra mà tiền Việt Nam chúng ta không có, hôm nay còn tiền đâu của bạn ra từ mới phải đặt cho cho người lấy dần đó, lấy dần đúng thuốc tới lớn kia bạn gắn ra luôn bạn đúng thuốc gì nữa đâu đó. Bắt đầu má tôi chuẩn bị cất xong các cố gắng làm sao phải đem tiền về xe cái mảnh cho bằng được, tiền gì cũng cần biết nhưng phải đưa tiền xe cái mảnh cho dù con có số tường cũng có đó ha. Còn anh chị em thì nghèo quá con không có hài tới rồi đó. Rồi như vậy là phát hiện ra là anh số tường đó là anh mãi ra quen rồi, tiền của bà là xe đủ mã cho bà luôn. Nhóc con túi rồi bây giờ già rồi chạy gì nữa, chứ còn nhỏ nhỏ như con mà cãi đại cao nó hốt hết à. Tới trước khi ngủ già rồi trước khi mình nhắm mắt ra đi mình thấy con cái nó như vậy. Nhưng mà một cái người mà đau khổ trong anh chị em có ai cũng đau khổ với gia đình con nó có tiếng cho mình bị khác rồi. Con là một cái người theo con nghĩ đó nha, là con là một cái người suy nghĩ và đau khổ nhất cho má con nhận ra rồi. Trong khi bà già mình tưởng việc làm như vậy này mà đứa em út mình cha sở thì phạt nhà thì sao, một ngày một đêm cho mất chuyện ta là năm gặp ba là cũng xuống, nhưng mà mình sợ là gì nó sắp cũng chết, sợ cha tôi cũng khôn lắm cũng đi nó mất tiện luôn. Rồi mà làm ra cứ vợ rồi mình bắt đầu ăn ngủ rồi cho tiền uống cà phê má nhất hả, con cho má trăm lưu là con ít cái kia đi cho con kêu vợ nó sao à, má nhất nhiều là cho má 200 lưu còn gia đường thì bãi ơi sao là chiều nay cũng sống mà không ổng cái lối khang nào của tù đó cho trăm lưu vô khang khang tù chứ cái khang là nãy con nói với con còn nói mình nữa cái khang là nãy con nói cô bác đang đi theo á. Bây giờ con nói thiệt cô bác con không có nghèo đâu, con không nghèo, ngủ lại chỉ khá con không nghèo, cho nên con mới đứng đây được. Chứ nếu con nghèo thì mọi cái nó kép à, chú cũng cho con có điều kiện. Rồi tụi mình hôm nay cô bác đi an tâm. Và nếu như cái con đường này là con đi theo ra đường à, sắp tới đây cô bác ở đây là coi như người nhà thương yêu chúng ta cả. Cô bác chồng tới đây nha, nếu như không thắng bệnh được, nếu như không có trưởng phòng, nhưng mà về phó chủ tịch mặt trận tỉnh và chủ tịch hội đồng y tỉnh thì cũng nói với mình à, cái thằng kia nọ đó thì cái chuyện gì không cần biết, nhưng mà con trẻ nghiên cứu ra là đi đến một cái con đường mà cô bác cũng phải lo đúng không? Con có thử cho cô bác nghe ra nó được hay không,
thì thấy cái đường đường đi cô bác nào bị ung thư dán cái hồ sơ vào đây ở đây con có giấy đủ giấy đó là tất cả nước coi đàn đó nước mang cái lỗi gì cũng có giấy tờ cắt thì cô bác không có thở gì đâu cắt cho cô bác 10 ngày 15 ngày và bác bà bị và đưa hồ sơ lên con đặt tôi biết được tôi bán thuốc cho bà tôi cho bà thuốc ha tôi cho bà 10 ngày thuốc là bà bị ung thư phổi đó sáng tươi đều lắm rồi bây giờ bà ăn đi để nha nước ra ngoài kia tôi cho đó đó ha cho bà về nhà luôn đi 10 ngày sau bà trở lại bà làm cho mình mấy tháng vậy đó 2-3 tháng trời bà vô bệnh viện bà khám luôn làm tính bà về đây bà báo chú Hải ơi hay là các anh chị bác thuốc ơi lưu y tâm ơi bây giờ là tôi uống thuốc cũng ra đường cho tôi bây giờ làm tính còn ông uống một lần nữa không bà đưa một lần tôi có ở rõ ràng đâu bác sĩ chỉnh đó cái bà làm tính rồi bà muốn quay đi với tôi chút lên cộng đồng mạng không để tôi mừng cho bà thì đó là tôi đưa ra viện đó được không bằng cái cách là con thuốc không phải ở nhà trọ nữa được không không phải xuống tiền không phải sợ con gà con heo gì nó bị đói được không nếu như ở từ Hà Nội vô không về được thì ở nhà trọ nào tụi con phải coi à nhà trọ không cho xong là coi gì nữa đó còn ai ở đây không muốn ở đây thì cũng cho thuốc này về đúng hồ sơ mà uống đi uống cho đã đi rồi trở lại đây lấy gì uống tiếp đi tôi mất tiền mua gạo thì tôi cho mất cái tiền còn gạo và bỏ tiền mà không thấy sự thiện đó thì bà không có bán đó thì như vậy là đi tới một dẫn tới một con đường mà không xin tiền ai nữa cho cũng không lấy bởi nước cho cũng lấy thì con có tốn gì đâu mà lấy thì hãy qua tốn tiền điện tiền máy móc rồi này kia ở không mà không có điều kiện rồi có mặt bằng là cũng nói cái ví dụ như đây ông nói chú phải đây chú đừng lo mấy cái tiền đó mà cũng bạn tôi lo một năm như vậy thì con lấy tiền của người ta đi con trụ lại người ta để mà lên một bạn con lấy tiền để mà giàu lắm cho nên nó có câu cuối cùng là cô bác ngồi ở đây là hãy ở đây cho đến khi nào làm tính hoặc là bỏ chạy về bác tử thì không biết hoặc là đi phòng khám mà không biết nhưng ở đây đường lối này tiếp tục cho không và yêu thương và không tình sáng nó lâu thở được nó lâu thì dễ chịu cho không đó còn nhân nào mua bán đồ khác thì con không biết rồi nha đó thì cô con nói hết sơ sơ vậy đó cô bác an tâm nha rồi bữa nay tới buổi chiều cô bác cứ đi mua cỏ ăn cũng đi mua cỏ cũng được cô bác nào muốn lại lấy cái bình nước biển sâu xét về để nhà trọ mình thích tắm về ca về sâu nửa nước nửa nửa hồ cái gì đó tối á hai ông bà cái gì chia ra bằng 5 lớp á 12 lớp rưỡi đổ lên thau rồi tắm từ từ rồi xét nước từ từ nhà trọ á cái xong thua rồi nếu thích xả cái mặt ở thì xả không thích khổ càng xả nước này không có mở lên đứt ra cơ sở đó là kệ ngoài ra nước cho 2 người một người bệnh và một người vô bệnh còn hàng ngày đến đây nhau một ngày 5 lần một lần chỉ 5 gì để cho mặt táo mình nó có nóng giờ âm dương ha rồi thì đến khi nào làm đến thì đi ra về ha rồi có nói như vậy còn giờ đến là phát triển của dùng thuốc của gia đình và sau này tiếp tục phát triển mạnh dạng hơn đó ha ngon lành hết sức và tốt lành mình là nên đại anh chúa và cảm ơn tất cả mọi người nha con xin mời chúng con một câu chuyện như thế nào sa nhân đức chúa cha là thiên chúa con và thiên chúa thánh thần kêu gái các kính vô cùng là hay giờ làm con mà đời đời chẳng cùng ba thay chúng con tại vì em chúa nhân từ cho linh hồn ra đi vô cùng các đẳng linh hồn được lâu chúa nghỉ ngơi làm xem thấy mặt đức chúa trời sáng